Xin chào các bạn, tại triển lãm ô tô Việt Nam năm nay thì Honda có sự xuất hiện của một ngôi sao sáng đấy cũng rất là xinh xắn, nhưng nó không chỉ một đâu mà là hai, đấy chính là diễn viên và người mẫu Jun Vũ. Và ngay phía sau Jun Vũ là sự xuất hiện của một ngôi sao mà Hùng vừa mới nói đến, đấy chính là Honda Brio phiên bản RS. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết cả hai ngôi sao này nha các bạn. Và tôi nói đùa vậy thôi. Jun Vũ này, khi đứng cạnh chiếc xe này thì em có cái cảm nhận, cái cảm nghĩ như thế nào về cái thiết kế của này? Anh thấy nó rất hợp với em. Jun cảm thấy là chiếc xe này thì rất là phong cách, rất là thể thao và năng động như là một chiếc xe gần 1 năm. Và ngoài ra thì chiếc xe này có thiết kế khá là nhỏ, rất là phù hợp cho những bạn nào yêu thích chiếc xe nhỏ, như là rất là thuận tiện để chạy trong thành phố. Ngoài ra thì như anh vừa nói là chiếc xe rất phù hợp với những người nhỏ nhắn như em. Và bản thân em cũng cảm thấy thế, thậm chí là cái phong cách của chiếc xe này thực ra thiết kế những cái chiếc xe nhỏ này nó tương đối khó, bởi vì nó phải đạt được sự hài hòa giữa thiết kế về kỹ thuật, về công năng sử dụng và vẻ đẹp của nó. Nhưng mà theo anh thấy thì cái xe này nó rất là hài hòa từ đầu đến phần thân xe đến phần đuôi xe này. Phần đầu xe thì nếu như em quan sát tất cả cái sản phẩm của Honda có mặt tại cái gian hàng này năm nay thì rất nhiều, thì cái gen thiết kế của nó rất nổi bật, nó như anh em trong nhà ấy. Rất là gần gũi, chiếc xe cũng không quá nhỏ, nghĩa là vừa đủ, vừa phải và cũng có thể để đồ thoải mái. Bây giờ thì anh sẽ mời em qua bên này để có thể xem phần thân xe. Đó. Em thấy như nào? Em cảm thấy là thân xe, như anh vừa nói là nó rất là gần gũi, rất là dễ dùng. Anh nghĩ như này này, một chiếc xe nó cũng như một con người thôi, nó bao gồm 3 vòng. Thì các vòng trên cái xe này nó cũng rất là cân đối. Và phần thân nó như cái phần eo của mình á. Nó vẫn trong kiểu dáng rất là dễ thương, nhưng mà nó lại không quá cồng kềnh. Chắc chắn rồi, bởi vì với một chiếc eo thon như em thì anh nghĩ xe này rất hợp. Còn anh thì bụng hơi bia một chút. Hơi bia một chút cho nên là phải thích những cái xe nó còn to hơn. Bây giờ thì đó, phần đuôi xe rất đơn giản đúng không ạ? Thực ra thiết kế đuôi xe trên những chiếc xe nhỏ này rất là khó. Rất là khó bởi vì nó phải đạt được tỷ lệ hài hòa cân đối giữa phần kính, phần cửa, phần đèn, rồi là phần cản dưới. Nhưng mà có thể nói đuôi xe này rất là gọn gàng, đứng in mà nhìn như chuyển động luôn, đúng không em? Giống như em này, em mặc trong một cái bộ của nó, phần cản dưới đúng không ạ? Phần cản dưới đây là một cái trang bị trên cái phiên bản RS này. Và nếu như được lái đó thì em có thể hình dung là em trong một cái phong cách như thế nào không? Em cảm thấy là bởi vì cái màu này nó rất là, như em vừa chia sẻ, nó rất là thể thao, nó rất là năng động, thì mình có thể lái đi bất kỳ trường hợp nào, em có thể lái đi sự kiện này. Màu cam này là màu cam nhìn nó trông nó cũng rất là xa. Và ngoài ra thì nếu như em đi chơi với bạn bè thì xe 4 chỗ là một lựa chọn hoàn hảo, nó không quá to và rất là dễ tìm chỗ. Chắc chắn rồi, và với một mẫu xe nhỏ này thì em sẽ không lo đến trễ sâu đâu, bởi vì nó đi rất là gọn gàng. Đúng không ạ? Rất dễ đi trong thành phố. Đó. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Hy vọng là chúc em luôn luôn thành công trên các con đường đã chọn và trong sự nghiệp. Cảm ơn em. Okay. Trong phần trước thì Jun Vũ đã chia sẻ rằng là mẫu xe này quá hợp với cô ấy. Vâng, cô gái tháng 6 đã yêu rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái chi tiết cụ thể xem là tại sao mà cô gái tháng 6 Jun Vũ lại yêu Honda Brio như vậy. Thưa các bạn, Honda Brio thì có hai phiên bản. Phiên bản ở ngay trước mặt Lê Hùng bây giờ là phiên bản RS nha các bạn. Phiên bản RS thì được trang bị thêm các gói phụ kiện thể thao. Tuy nhiên các bạn hãy quan sát lưới tản nhiệt này. Rất đặc trưng trong cái ngôn ngữ thiết kế của Honda thời này. Đó, một cái thanh rất to, logo ở giữa trên cái mặt lưới tản nhiệt rất là đẹp. Thiết kế này nó rất là mạch lạc. Các bạn có thể thấy phần trên nắp capo, lưới tản nhiệt và phần cản dưới là chia thành hai tầng khác nhau. Vâng, đèn ở đây thì là đèn một beam halogen thôi. Đèn halogen phản xạ đa chiều. Mẫu xe này thì bán rất chạy tại thị trường Indonesia nha các bạn. Đây có thể nói là một cái sản phẩm rất phổ biến tại Indonesia. Vâng. Và phần cản dưới đó các bạn, những cái đường nét thiết kế cực kỳ mạch lạc và thể thao luôn. Phần cản dưới này, lưới tản nhiệt bên dưới đó. Mọi người có thể quan sát những cái đường nét thiết kế cực kỳ mạch lạc. Và hãy sang phần thân xe. Trong một cái màu cam đẹp như thế này thì Brio thật là đáng yêu. Có thể nói đây là một cái thiết kế rất là xuất sắc trong các cái dòng xe nhỏ của Honda, nếu như chúng ta so với các sản phẩm như là Hyundai Grand i10, Kia Morning, vân vân, những cái sản phẩm rất nổi tiếng.
trong cái phân khúc xe nhỏ nhưng cũng rất cạnh tranh. Phần lốp xe thì trên mẫu xe nhỏ như thế này thì Honda trang bị là lốp có bộ mâm là chỉ 15 thôi, và lốp có bề rộng của lốp là 185, tương đối vừa phải, nó phù hợp với một cái mẫu xe nhỏ. Và phần ô cửa kính, gương là có tích hợp xi nhan trên gương nha các bạn. Và ô cửa kính thì đây là một mẫu xe chỉ được trưng bày thôi, cho nên hiện tại mình cũng chưa mở được cái cửa xem cái nội thất như thế nào, và phần kính thì cũng đã được che mờ đi. Và như các bạn đã thấy đây, như các bạn quan sát này, phần thể thao đã đẹp rồi, xe nhỏ đẹp thể thao, lại bản RS lại có thêm cái body kit ở dưới đây. Thực ra body kit thì trông nó rất là đẹp thể thao đương nhiên rồi, nhưng mà nó cũng có tác dụng một chút về cái cải thiện cái khả năng khí động học. Và ở bánh sau cũng vậy, nhưng mà bánh sau là sử dụng phanh tang trống nha các bạn. Trong những chiếc xe nhỏ thì thiết kế đuôi xe luôn là thách thức đối với các nhà thiết kế, làm thế nào để nó hài hòa, làm thế nào để cân đối giữa các chi tiết. Thì trên Brio này thì thực sự mình đánh giá rất cao cái thiết kế phần đuôi xe, các bạn có thể thấy không? Đấy, cánh gió trên cao này, đèn này, và tỷ lệ giữa mặt kính, phần cửa, phần cản dưới rất đẹp, hài hòa. Và phần đèn xe này cũng vậy, những cái đường gân sắc đẹp. Đây là một mẫu xe nhỏ có thiết kế thực sự là rất là đáng yêu. Hơn nữa mẫu xe này lại còn được trang bị cái gói phụ kiện thể thao, chính là cái phiên bản RS này, cho nên cái phần cản dưới này trông nó đẹp hơn hẳn thôi. Và khi mà những chiếc xe nhỏ lại được trang bị thêm, điểm tô thêm những cái thiết kế thể thao vào thì phải nói là rất hấp dẫn. Và đây có lẽ là một cái sản phẩm đáng gờm trong cái phân khúc xe cỡ nhỏ, cùng với Kia Morning hay Grand i10 hay Wego. Và tất nhiên rồi, mức giá cũng rất là quan trọng. Nội thất của xe thì có những đường nét thiết kế khá giống với chiếc Honda Ra. Như các bạn có thể thấy ngay bây giờ thì những chi tiết giả vân carbon ở táp lô, cửa thông gió điều hòa, bên cạnh các đường viền nhựa màu cam tạo điểm nhấn thể thao cho nội thất của xe, thì bảng táp lô cũng có cái bố cục hướng về phía người lái với tông màu đen, tay lái thể thao ba chấu gật gù với thiết kế tròn trịa, tích hợp nhiều nút bấm điều khiển đa năng. Từ cái hệ thống thông tin giải trí ở chính giữa bảng táp lô trung tâm thì các bạn hãy đưa mắt xuống phía dưới là hệ thống điều hòa không khí tự động, nhưng chỉ được trang bị ở trên bản RS, và có nút chế độ Max Cool sẽ là một điểm cộng lớn cho Brio tại đất nước có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Ngoài ra, với thiết kế hướng về tiện ích cho người sử dụng thì Brio còn sở hữu một không gian chứa đồ tốt với nhiều tùy biến cho hàng ghế thứ hai. Và các bạn, nếu như các bạn có ý kiến như thế nào, đánh giá như thế nào về sản phẩm này cùng với cái mức giá dự kiến thì xin hãy chia sẻ bên dưới clip của chúng tôi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Đừng quên like, share and comment. Thank you.